Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, thời gian gần đây, phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư từ khắp các tỉnh, thành phố, trong cả nước, mang đến hy vọng cho những ai đang chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Trong số đó, trường hợp của chị Lâm Hồng Loan, 36 tuổi, đến từ tỉnh Tiền Giang đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây. Chị Lâm Hồng Loan phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung khi còn rất trẻ, tuổi đời 36, với nhiều ước mơ và hoài bão đang dang dở. Chị Lâm Hồng Loan đã gõ cửa nhiều cơ sở y tế, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Cảm giác tuyệt vọng và nỗi lo lắng cho tương lai đã khiến chị chùn bước. Nhưng rồi một tia sáng hy vọng đã xuất hiện khi chị Lâm Hồng Loan biết đến phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với sự nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên, chị Lâm Hồng Loan đã quyết định đến đây để tìm kiếm sự hỗ trợ, nhất là hỗ trợ điều trị ung thư cổ tử cung. Chị Lâm Hồng Loan không chỉ được tiếp cận các phương pháp hỗ trợ điều trị mà còn được chăm sóc, động viên từ những người đồng hành trong hành trình đầy gian khó này. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ có chuyên môn mà còn hiểu rõ những nỗi đau, lo lắng mà bệnh nhân ung thư phải trải qua. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng từng bệnh nhân ung thư, tạo ra một môi trường hỗ trợ điều trị thân thiện, ấm áp. Chị Lâm Hồng Loan hy vọng rằng những ngày tháng sắp tới sẽ bớt khó khăn hơn và căn bệnh sẽ tạm ổn để chị có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Câu chuyện của chị Lâm Hồng Loan cũng là nguồn động lực cho nhiều bệnh nhân khác, nhắc nhở họ rằng không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm sự giúp đỡ và hy vọng. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Mỗi bệnh nhân đến đây không chỉ nhận được sự hỗ trợ điều trị mà còn là một phần trong gia đình cha thường, nơi hy vọng và tình yêu thương luôn hiện hữu. Xin trân trọng. Thưa chị có thể cho biết họ tên em đến từ đâu không chị? Dạ, em tên Lâm Hồng Loan, đến từ Tiền Giang. Chị có thể kể lại cái triệu chứng của bệnh của mình á, dạ, là nó biểu hiện như thế nào rồi sau đó mình đi khám bệnh ở đâu? Dạ, lúc đầu á là em nó ra giống như ra kinh vậy đó, nó ra máu á, thì nó ra một thời gian rất là nhiều ngày, khoảng 6-7-8 ngày vậy đó. Em thấy nó bất thường, xong rồi em mới đi khám trên bệnh viện Từ Dũ. Thì Từ Dũ xong rồi lúc đó là mới phát hiện ung thư giai đoạn đầu. Sau đó thì chụp cái CT á, cái MRI thì nó sẽ ra giai đoạn 2 rồi nó chuyển qua bên ung bú, bệnh viện ung bú. Và em đi ra bệnh viện ung bú để mà điều trị từ đó. Thì lúc đầu á, em điều trị ngoài bệnh viện ung bú thì người ta xạ trị và hóa trị cho em. Sau cái hóa xạ đó tầm khoảng được 4 tháng thì em lại phát hiện là nó bị qua cái bàng quang, thì em đã giải phẫu cái đoạn chậu rồi cắt bỏ bàng quang. Và sau khi cắt bỏ bàng quang mổ xong đến bây giờ thì 3 tháng bệnh viện yêu cầu em hóa trị tiếp, nên là em thấy sức khỏe của mình nó không có đủ nên là em ngưng cái việc mà điều trị bên TI. Bác sĩ bên đó tư vấn mình là xạ trị bao nhiêu kia rồi vô với chất con liền và cái kinh phí như thế nào? Dạ,
Bên đó thì bác sĩ yêu cầu em xạ trị là 24 tia và em có xạ áp sát là thêm 4 tia riêng nữa. Và em vô được 6 liều hóa chất. Và chi phí đâu đó tầm khoảng em cũng không nhớ nữa, nhưng mà chi phí tầm khoảng ghê gớt mấy chục triệu á. Dạ. Rồi sao mình biết ở đây và mình tới đây vậy? Dạ, em cũng mới biết tới Cha Tường cách đây một tuần thôi, thì các anh hàng xóm kế bên nhà ảnh là có biết về Cha Tường lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì ảnh chỉ cho em đâu em liên hệ bên bác sĩ Xuân Dũng thử xem coi em có điều trị được không. Thì em gọi cho bác sĩ Xuân Dũng liền, bác sĩ nói em là đi qua bên phòng khám để tư vấn. Thì lúc đó là qua ngày hôm sau là hai vợ chồng em xuống có mặt tại đây và tư vấn. Thì em về em sắp xếp gia đình để mà em xuống đây điều trị. Qua cái tư vấn của thầy Thanh đó, thì mình thấy cái phác đồ là phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây như thế nào và mình có vững được hay không vậy? Dạ, em thấy cái phương pháp điều trị em rất là tin tưởng. Em rất là tin tưởng và hy vọng là em sẽ điều trị được cho tới khi hết bệnh. Và em thấy là em sẽ giữ được, chắc chắn là em sẽ giữ được. Tại vì em rất là chịu khó ăn uống này kia rồi em ăn được. Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tâm tình mà Cha thăm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si.
bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Đời trần gian, lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trên thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tình thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chôn phù hoa như là cơn gió thoáng qua mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời. Ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Ta nay rồi có một ngày suy tay nhắm mắt cũng như mọi người. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài.
tình ca, muôn đời tri ân Chúa cả. Qua bao nỗi gian nan, ân ban Chúa vẫn tuôn tràn. Đời con như hạt sương rơi, mây dương tơ trời xa xăm dịu dời. Nhưng Chúa đã thương Chúa dân muôn đời bao la.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.